Đó, mình sẽ đổ rau ngót nè, ra thịt heo. Hello everyone, các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm nước món dứa ép này các bạn này. Ồ, dứa này là dứa mật nha các bạn nha, rất là ngọt kìa, ngọt lắm các bạn này, nó chảy mật ra. Ngọt lắm mà không cần đường quá. Mình sẽ làm một ly dứa ép cho chồng mình nha các bạn nha. Bốn miếng này được ép xuống đó, mình sẽ làm thật chặt cho các bạn nha. À, có cái này nè, cái dứa ngoài đi con. Rồi. Sao hết? Nó ép hết đá rồi. Có nhiều quá bạn ơi. Hết rồi. Bây giờ mình sẽ thử cái máy này của mẹ mình nha. Hello các bạn nha. Rồi. Hello everyone. À, mình sẽ ép. Nhìn nhìn thôi. Ồ, trời đang ngoài rồi. Rồi. Nhớ đi con. Cái máy này thật ra là nó không ngon đâu các bạn. Chẳng có tác dụng gì mấy đâu. Nó chỉ hơi có nước thôi. Ừ. Chứ còn cái bã này này các bạn này. Vẫn ăn được. Cái bã này thì
Nó chưa có hết nước đi các bạn nha. Này các bạn nào vẫn còn nhiều nước mà. Ừ, ăn thử đi các bạn xem nào. Đó, vẫn còn nhiều nước. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình mời các bạn ăn cơm trưa với gia đình mình nha. Hay cơm. Đây các bạn này. Làm bị đói quá. Nước ép dứa đây các bạn này. Đó thì bố uống rồi coi. Thôi uống rồi bà. Ăn cơm xong uống. Đó, con trai đang bới cơm cho mẹ nha. À, thịt kho với canh trắng miệng và dứa các bạn nha. Mời bạn ăn nha. Mời các bạn ăn cơm nha các bạn nha. Đủ mấy đâu. Khoan ăn thiệt được. Quá nóng. Thịt kho tiêu các bạn nè. Rất là ngon. Hot. Ngon quá. Cơm no rồi các bạn ơi, bây giờ mình phải uống cái này. Phải uống chứ không phải được uống à? À. Thật nha, ăn được một miếng, ăn được một hộp cho miếng mình nhanh lên. Uống cái này luôn. Ngon không? Ngủ chưa á?